Em xin chào tất cả các bác yêu và đam mê lan đã đến với video tiếp theo trên kênh của em nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 3, 2023. Miền Bắc đã trải qua rất là nhiều ngày ủ rũ và sầm xì. Hôm nay trời đã bừng sáng và rất nhiều loại hoa cũng đã đua nở. Cho nên em lên một video này để khoe một số hình ảnh hoa đến với tất cả các bác, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm về chăm sóc cây hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. Hôm nay em chỉ nói riêng là cây hoàng thảo chuỗi ngọc thôi. Như các bác theo dõi trên kênh của em lâu thì các bác cũng đã thấy vừa rồi em có ghép một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc đây. Đấy, lúc đấy là mua cây sổ số cây rừng nhé, về ghép làm một tác phẩm to như thế này. Tuy nhiên do là năm đầu tiên ghép cho nên em đã ngắt đi một cơ số nụ rồi, chỉ để lại có lác đác vài nụ để cho nó ra hoa rồi nhận dạng khuôn bông thôi. Và hôm nay chính thức nó đã nở buông bét như thế này. Đấy, quay gần hơn cho các bác xem nhá. Các bác đã bao giờ thấy hoàng thảo chuỗi ngọc có mặt bông tím đậm như thế này trên YouTube hay là trên các kênh khác chưa? Em chưa bao giờ thấy một cái mặt hoa nó tím đậm như vậy luôn đấy các bác. Đấy, có thể là người ta có nhưng người ta không đăng lên. Khi em sổ được một mặt bông tím như vậy rất là mừng luôn. Đấy, các bác thấy không? Nó tím kiểu giống tím hơn cả đùi gà tròn các bác ạ. Hoa rất là đẹp luôn. Đấy, lưỡi thì nó có một cái màu vàng pha lẫn một chút màu xanh rêu, nhìn nó khá là đặc sắc. Và để cho các bác dễ hình dung về màu sắc thì đây, em có một khóm em trồng khá là lâu rồi, nhưng do năm ngoái em kích hoa nó ra nhiều quá xong là nó bị suy cây, năm nay nó không còn ra nữa, còn ra được có đúng mỗi một bông này đấy. Thì các bác có thể so sánh nhé, hai mặt bông này nó hoàn toàn khác biệt nhau. Đây nhá, em ngắt bông này sang để so sánh cho các bác dễ hình dung. Vì đằng nào sau khi làm video này em cũng sẽ cắt hết hoa, vì cây này em mới ghép mà, nó chưa có ra rễ. Đây, so sánh cho các bác xem nhá. Một trời một vực luôn đúng không các bác? Thông thường khi không có mặt hoa tím đậm như thế này thì chúng ta đã thấy những cái mặt bông này rất là đẹp rồi đúng không ạ? Tuy nhiên khi có một mặt hoa nó tím đậm hơn thì chúng ta lại thấy nó cực kỳ nhạt nhẽo. Tuy nhiên mặt hoa này cũng không phải mặt hoa xấu nhá. Thế nhưng về màu sắc thì nó hơi nhạt nhẽo một chút. Và nó có một cái họng này, họng màu nâu này, và lại có một cái viền màu xanh rêu. Bên ngoài lưỡi thì nó có một cái màu trắng tím. Đấy, nhìn nó khá là ấn tượng. Còn mặt hoa này thì nó chỉ có một màu duy nhất từ trong ra ngoài, và mũi trắng mà thôi. Còn cây này thì em thấy khuôn bông của nó không được bay cho lắm, có thể là do cây mới và nó chưa có lực nên cái mặt hoa nó hơi xoăn xoăn một chút. Như mặt bông này vừa mới nở sáng nay này. Đấy, các bác có nhìn thấy sự khác biệt ở đâu không? Nó đều có viền màu trắng chạy xung quanh cánh, hai cánh vai này. Đấy, nhìn nó rất là lạ mắt luôn. Có thể đây là một sự khác biệt nho nhỏ về mặt hoa của chuỗi ngọc. Đây, mặt hoa này cũng thế này. Nhìn nó khá là ấn tượng. Cho nên em quyết định làm video này chủ yếu là để chia sẻ những cái nét đẹp cho tất cả các bác cùng được biết đến thôi. Như mặt hoa này thì cũng tương đối là to rồi. Tuy nhiên đối với một cây nó già cỗi như thế này, có thể ra được những bông hoa như thế này cũng là ok rồi đúng không các bác? Đây, như bông này cũng vừa nở này. Đấy, tím rất là đậm luôn, đậm đà luôn. Kể mà cây này mà sang năm em chăm được nó thành một cái bụi to, những cái mầm gốc này nó lên, nó lực và nó có nhiều hoa thì chắc chắn là sẽ tạo ra một tác phẩm rất là rực rỡ đúng không ạ? Đấy, em mua cây này với giá là 280.000 các bác ạ. Hiện tại thì mầm gốc của nó cũng đang lên như thế này rồi. Đấy, những cái bộ rêu này là em bóc từ những cây, em bóc từ những cây sống về em nhét vào thôi, nó chưa có mọc rêu được đâu vì em mới ghép mà. Đây, những cái mầm đầu tiên này bắt đầu ra rễ rồi này. Đấy, hoàng thảo chuỗi ngọc thực ra nếu mà chúng ta ghép vào đúng giá thể thì nó rất là dễ trồng thôi. Tuy nhiên chúng ta ghép vào một cái chậu ấy mà giá thể nó lỏng lẻo thì chúng ta rất là khó để cho nó ra rễ nhá. Ra rễ đến đâu là nó thui đến đấy, và đến khi mùa hè lên là những cái thân tơ nó chỉ dài tầm một ngón tay là bắt đầu nó bị héo lại. Đây chính là những kinh nghiệm để chúng ta có thể chăm sóc được cây hoàng thảo chuỗi ngọc. Thực ra cây hoàng thảo chuỗi ngọc chăm sóc ở vùng núi thì nó rất là dễ, nhưng còn về các thành phố lớn hoặc là các đồng bằng thì chăm sóc cũng tương đối khó đấy, khi mà chúng ta mua những khóm nhỏ nhỏ.
Đây, bộ ba mặt hoa này cho các bác cùng ngắm và thưởng thức nhá. Tím đỏ luôn. Đấy, rất là đậm và đẹp. Hai bông này thì nó nhạt hơn một tí này. Tuy nhiên cái sắc tím của nó cũng không hề kém cạnh gì nhá. Cái này gần như là tím đỏ luôn rồi các bác. Riêng nhìn cái nụ nó đã tím một cách rất là lạ thường rồi. Đấy các bác thấy không? Tím ngắt luôn. Nhìn rất là thú vị. Có thể gọi là tím hơn cả phi điệp tím đấy. Một dòng lan được mệnh danh là phi điệp tím mà nó còn không tím được bằng chuỗi ngọc luôn. Chỉ cần một chùm phi điệp tím như thế này thôi là khi mà lên vườn ấy chúng ta đã ngửi thấy mùi hương của nó rồi, rất là thơm. Như ngày xưa các cụ chơi mặt bông thì cây này cũng được gọi là cây thủy sạch đấy các bác. Quay lại với cây hoàng thảo chuỗi ngọc, về chế độ chăm sóc thì mùa này chúng ta nên phun cho nó 1 tuần kích rễ 1 lần cộng với 20-20 đều để cho các mầm gốc này nó lên. Nó lên khi mà nó lên được tầm một ngón tay nó ra rễ thì lúc đấy là chúng ta thuần được thành công đến 90% rồi. Cây này thì cũng không phải là một loại cây quá là khó ra rễ đâu. Tuy nhiên hoàng thảo chuỗi ngọc thì rễ của nó sẽ rất là ít nên chúng ta sẽ phải rất là tỉ mỉ trong vấn đề ghép và cố định cây lan. Khi mà những cái rễ đầu tiên của nó ra bị hỏng thì rất là khó để làm lại những cây rễ tiếp theo. Các bác có thể thấy rễ này của em này, rễ của nó rất là ít luôn. Đấy. Và hiện tại thì mầm gốc nó đang lên như thế này rồi. Khi để ở gần so sánh thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt của nó. Đấy, rất là đẹp. Rất là mừng khi mà sổ được những cây hoàng thảo chuỗi ngọc nó có mặt bông nó tím đậm như vậy. Để săn được một cây tím đậm thực sự nó không dễ đâu các bác. Có những cây nó nhạt toẹt luôn, nhìn nó rất là chán. Tuy nhiên nó sẽ có những cái phong cách đẹp riêng của nó, nhưng mỗi người sẽ thích một vẻ đẹp riêng. Nhưng riêng em thì em lại không thích những kiểu mặt bông nó trắng trắng ngà ngà kiểu hồng phớt ấy. Cho nên em rất là thích những mặt hoa nó tím đậm, kể cả như là phi điệp tím ấy. Đó chính là lý do mà đến thời điểm hiện tại em vẫn miệt mài chăm sóc những rễ phi điệp tím của mình. Trong khi đó thì rất nhiều người cũng đã dùng bỏ dòng phi điệp tím này, thậm chí là họ có thể vứt nó ra bãi rác luôn. Thế nhưng đối với em thì cây nào có cứ còn ra hoa là em vẫn còn chơi. Đó chính là những niềm đam mê bất tận của những người chơi lan như em. Đó, nhìn sự phát triển của mầm gốc mà chúng ta cảm thấy rất là năng lượng rồi, rất là tuyệt vời luôn. Mùa xuân là mùa những cái mầm gốc, mùa của những loại hoa mùa xuân, mùa của những loại cây thân lá nó cũng phát triển rất là xanh mướt. Cho nên người chơi lan sẽ rất là yêu thích cái thời điểm mùa xuân này. Riêng ngắm mầm gốc thôi là chúng ta cũng đã thấy sướng rồi đúng không ạ? Đây mầm gốc này. Đấy, những chiếc mầm gốc này hiện tại đã lên được khoảng 3 cho đến 5 sen rồi, rất là ok. Bên này cũng có một nụ của lan nha, kiều vuông này. Kiều vuông cánh trắng nhưng là họng vàng nhé, không phải đột biến nhé. Đây là những cái bông hoa của lan hoàng thảo u lồi, to chà bá luôn. Đấy, nhìn khuôn cánh mắt mũi rất là gọn gàng đúng không ạ? Mùa xuân này rất là nhiều nụ và hoa nó đang chuẩn bị nở này. Đây là cây hồng mỹ nhân cũng đang chuẩn bị bung rồi. Có lẽ là trong ngày mai nữa là sẽ bắt đầu nở căng. Rất là thơm luôn. Bên này thì chúng ta sẽ có là hoàng thảo long tu. Long tu này là long tu xuân Lào nhé. Long tu xuân nhưng nó cũng nở khá là muộn. Thời điểm hiện tại cũng là cuối tháng 3 rồi. Năm nay em thấy các loại lan nở khá là muộn. Muộn hơn mọi năm tầm 15 ngày các bác ạ. Và trên đây là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ đến với các bác. Nếu mà các bác thấy video này hay, thú vị, các bác đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.